Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 134. Nhưng không còn cách nào khác, hắn ta không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng này hạ xuống, mang theo dự uy của Phi Thiên Lãm Nguyệt đánh chết tất cả những kẻ đang thoi thóp. Bùm, bùm, bùm. Họ đã chết nhưng người vẫn không ngừng phát ra tiếng nổ vang dội, phát sáng như pháo hoa. Chết một cách khá thê thảm giống với thanh niên áo xám trước đó, ngay cả hét cũng không kịp lên tiếng đã biến thành bụi bặm, phù văn còn sót lại trong vùng khí hải tỏa huyết quang phóng thẳng lên trời. Quá nhanh! Tất cả mọi thứ đều quá nhanh, ai có thể ngờ được, khi Lâm Nhất thật sự có ý định giết người, những người như họ ở trước mặt Lâm Nhất thi triển Nguyệt Diệu Thần Quyền, nói đúng ra là Nguyệt Diệu Thần Quyền vừa chạm đến mức độ võ học cấp thánh linh, thì đến cả con chốt thí cũng không được tính, bị chém như gà đất chó sành. Hôm nay đã định sẵn sẽ máu tung tóe khắp bầu trời, chiến giới thần u không ngừng than khóc. Kim quang nổi lên. Thủ lĩnh của đám người này, kẻ còn sót lại là thanh niên mặc giáp vàng hét lớn, trên người hắn ta phát ra ánh sáng tối tăm và ánh lửa. Hắn ta bay lên không trung, lao về phía Lâm Nhất. Hắn ta thi triển chiêu thức cuối cùng của mình, đôi mắt đỏ như máu, hắn ta muốn đồng quy vu tận với đối phương. Lâm Nhất đã tung chiêu hai lần. Mặc dù hắn ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn cho rằng còn cơ hội đồng quy vu tận với đối phương, ít nhất thì hắn ta nghĩ vậy. Đáng tiếc, hắn ta đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất quá mạnh, đã thế còn không cho hắn ta bất kỳ cơ hội này, lập tức thi triển thức cuối cùng của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nhất chiêu phong nguyệt, vạn cổ trường tồn. Quyền này không chỉ ẩn chứa áo nghĩa của cổ ấn thái âm, còn chứa đựng uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền. Còn có hai đại kiếm quyết thi triển cùng lúc và kiếm ý thông thiên âm thầm hỗ trợ, nó tập hợp mọi hiểu biết của Lâm Nhất về võ học cấp thánh linh, đã chạm đến mặt ngoài của võ học thánh linh. Chỉ mới là mặt ngoài nhưng nó đã mạnh đến mức thái quá, bởi vì nó là võ học cấp thánh linh. Thần thánh có linh, vô địch thông thiên. Thanh niên mặc giáp vàng vừa bước một bước, thậm chí còn chưa đặt chân xuống đất đã bị một quyền này đấm chết tại chỗ. Hắn ta quá thê thảm. Thê thảm hơn cả những đồng đội của mình trước đó, hắn ta đã tuyệt vọng đến mức muốn đồng quy vu tận với đối phương, kết quả lại phát hiện ra mình còn chẳng có cơ hội bước chân. Bùm! Pháo hoa sán lạn, tử vong vô tình. Dưới ánh trăng, Lâm Nhất trong bộ quần áo xanh phát sáng ánh bạc. Hắn nhìn về phía trước, ở cuối tầm nhìn, sinh linh tận diệt. Tất cả thuộc hạ đều chết sạch, không chừa một tên. Quá thê thảm! Đây là một sự kiện hệ trọng xưa nay chưa từng có, cả cao nguyên Hoàng Sa đều trở nên hỗn loạn, dấy lên sóng to gió lớn. Khi thanh niên áo xám bị Lâm Nhất giết chết đầu tiên đã gây chấn động cho cả hoang nguyên. Sau khi chết, những phù văn phác họa từ linh văn được nuôi dưỡng trong vùng khí hải của hắn ta bị nhuộm thành một màu máu, phóng lên màn trời cao nhất của không gian này. Đó là cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, bốn phù văn dính máu bay vút lên trời, nở rộ ở nơi cao nhất trên bầu trời. Biến thành làn sương máu lượn lờ mãi không tan biến. Phù văn khắc sâu trên trời, trông cực kỳ bắt mắt, nhìn từ xa vẫn có thể thấy rõ. Nó tựa ngôi sao có màu của máu, dù đang ở đâu trong cao nguyên Hoàng Sa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Điều này rất đáng sợ, mặc dù cao nguyên Hoàng Sa có điều kiện khắc nghiệt cũng chưa từng xuất hiện dị tượng này, nó lập tức khơi dậy lòng tò mò của mọi người. Đây là thứ gì thế? Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Đây không phải bí thuật của chiến giới thần U sao? Những phù văn này phải ở trong cơ thể họ mới đúng, sao lại phá thể ra ngoài chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc là vậy rồi, nếu không phải chết thì những phù văn này không thể phá thể ra ngoài được. Đây chính là bí thuật của chiến giới bọn họ đấy. Điều này, đáng sợ thế nhỉ, chiến giới thần U mà có người chết ư? Chẳng mấy chốc mọi người đã có suy đoán, ai nấy cũng hãi hùng. Tại nơi cách bộ lạc Ma Lang khoảng mấy trăm dặm, Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng của chiến giới thần U, đang nhanh chóng chạy tới. Hắn ta đã nhận được tin thuộc hạ mình phát hiện Lâm Nhất, mặt mày hắn ta trông cực kỳ dữ tợn. Lâm Nhất là một miếng thịt mỡ lớn. Hắn có bảo cốt thương long, còn dẫn theo Bùi Tuyết đang giữ quả thần huyết, một khi bắt được hắn sẽ là công lao rất lớn. Hắn ta đã có thể tưởng tượng ra giới tử sẽ phấn khích như thế nào sau khi mình bắt được Lâm Nhất. Trên mặt Niếp Huyền hiện lên ý cười dữ tợn, ánh mắt dần trở nên kích động,
Nhưng bỗng nhiên, hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy sương máu phủ kín bầu trời, phù văn dính máu giữa làn sương máu kia bắt mắt đến mức khiến người ta giận sôi. Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Không ngờ chiến giới thần U lại có người chết, chuyện này sao có thể xảy ra? Họ là cấm kỵ, là biểu tượng của sự vô địch trên con đường thông thiên này, không ai dám trêu chọc họ. Đến nay vẫn chưa có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới bỏ mạng ở con đường thông thiên cả. Bùm, ầm ầm. Nhưng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện dư chấn vô cùng mạnh, khí tức đáng sợ truyền tới từ phía xa khiến mặt đất nơi hắn ta đang đứng cũng chấn động. Xoạt. Bỗng chốc, một phù văn dính máu bay lên không trung rồi nở rộ như pháo hoa, máu tươi đỏ chót tựa sao trời, dính chặt trên trời trông rất đẹp mắt. Trong mắt Niếp Huyền lập tức xuất hiện vẻ tuyệt vọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại chết, chiến giới thần U lại có người chết nữa rồi, hơn nữa còn là chết liên tục. Hắn ta há hốc mồm, cổ họng khổ khốc, không nói nên lời, đây là chuyện hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Không sao, Dương Tuyền vẫn còn sống. Hắn ta có chiến giáp huyền quang, thực lực mạnh nhất, phù văn in trong vùng khí hải gần bằng thánh phẩm. Có hắn ta. Dù Lâm Nhất có hung tàn thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, Niếp Huyền thầm tự an ủi mình. Bùm! Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một tiếng nổ dữ dội vang lên, một khí tức đáng sợ đánh tới từ cách đó mấy trăm dặm khiến mặt đất nứt toạc ra, tiếng nổ vang vọng không dứt trong không khí, khí tức làm người ta sợ hãi mãi không biến mất. Dương Tuyền cũng đã chết. Sau khi hắn ta chết, phù văn bay lên trời càng thêm sáng chói. Gần như thiêu đốt thành ngọn lửa máu chiếu rọi huyết quang khắp cả vùng trời kia. Không. Niếp Huyền hét toáng lên như tan nát cõi lòng, mắt đỏ ngầu như máu, bắn ra sát ý vô cùng đáng sợ. Chết hết rồi, thuộc hạ của hắn ta đều đã chết trong tay Lâm Nhất, không còn một ai cả. Chiến giới thần U chưa từng có ai ngã xuống, có ai lại ngờ một khi bắt đầu sẽ gặp phải tổn thất lớn như vậy. Cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn chấn động. Vô số người ngước nhìn về phía vùng trời nhuộm đỏ một màu máu kia. Đó là hình ảnh rất sặc sỡ, máu tươi như xương quanh quẩn không tan biến, phát sáng thật lâu tựa như pháo hoa vĩnh hằng. Sau khi trải qua cơn kinh hoàng ban đầu, tất cả mọi người đều im lặng, cao nguyên Hoàng Sa yên tĩnh đến đáng sợ. Là ai đã giết họ? Mọi người gần như đoán được chỉ trong nháy mắt, chẳng qua họ không dám tin, không cách nào bình tĩnh được. Chẳng ai ngờ khi gặp nhân tài kiệt xuất 10 phương chiến giới chân chính, Lâm Nhất cũng không do dự chút nào. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là hắn lại làm được. 10 phương chiến giới là thần thoại bất bại ở con đường thông thiên, là sự cấm kỵ không ai dám trêu vào, là truyền thuyết ngự trị vạn giới. Nhưng giờ đây thần thoại sụp đổ, cấm kỵ không còn, truyền thuyết tiêu tan. Bộ lạc Ma Lang, vùng đất nơi nhân tài kiệt xuất chiến giới bỏ mạng. Lâm Nhất mặc quần áo xanh, khoác ánh trăng trên mình, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Bùi Tuyết sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi trông Lâm Nhất như tiên dáng trần vậy, có phong thái vô địch khiến nàng ta hoa cả mắt. Giờ phút này, trong đầu nàng ta nghĩ đến rất nhiều thứ, trái tim khẽ run rẩy. Lâm Nhất bước lại gần nàng ta, cười bảo, như cô mong muốn, không chừa một tên. Bùi Tuyết im lặng không đáp. Nàng ta nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy nói, họ nói phải, người đúng là ma quỷ, thiếu niên ma quỷ. Vậy cô cũng là yêu nữ quyến rũ người khác ở khắp nơi sao? Lâm Nhất không để bụng, cười khẽ đáp. Bùi Tuyết lập tức rỗi, người đừng nói bừa, ta chưa làm mấy chuyện này bao giờ. Đi thôi, nếu cô không đi nữa là Niếp Huyền sẽ đến đấy. Mặc dù ta không sợ, nhưng bị bám theo cũng không tốt lắm. Lâm Nhất cảm giác được ở phía xa có một khí tức kinh khủng mang theo sát ý và lửa giận ngút trời, đang điên cuồng tiến lại gần với tốc độ vô cùng nhanh. Bùi Tuyết nghiêm mặt, gật đầu trả lời, hắn ta là một trong 4 chiến tướng của thần U, không nên coi thường. Có điều ngươi không lấy những bảo vật này sao? Đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia thì cũng thôi, nhưng mấy người này đều là nhân tài kiệt xuất của chiến giới, họ đã vơ vé hết tất cả đồ tốt và bảo vật ở con đường thông thiên, nhưng... Nói đoạn, Bùi Tuyết không thể nói tiếp nữa. Nàng ta nhìn thấy con mèo tặc kia đang ôm một đống túi chữ vật, cười vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc nó ra tay khi nào, ngay cả nàng ta cũng không phát hiện, quá nhanh.
Đi thôi. Lâm Nhất thi triển kim ô cửu biến, hóa thành tia sáng vàng dẫn theo Bùi Tuyết bay lên trời. Trong lòng Bùi Tuyết có rất nhiều thắc mắc, trên đường đi nàng ta vẫn không nhịn được mà hỏi, cái ngươi thi triển là Nguyệt Diệu Thần Quyền phải không? Nàng ta đã từng thấy Nguyệt Diệu Thần Quyền, đó là do Vũ Hạo Thiên thi triển. Đối phương dùng vô tướng ma quyết thôi động, loại quyền pháp đó cực kỳ đáng sợ, áp đảo mấy kẻ đứng đầu bảng Thương Long một cách dễ dàng. Cùng là võ học tạo hóa cấp đế giả, rõ ràng Nguyệt Diệu Thần Quyền có điểm vượt trội hơn, kết hợp với vô tướng ma quyết của hắn ta càng khiến người ta e dè. Nhưng với Lâm Nhất, Nguyệt Diệu Thần Quyền mà hắn thi triển vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cùng là quyền pháp, nhưng uy lực rất khác nhau. Nàng ta nghĩ đến rất nhiều thứ, Lâm Nhất không ngại mạo hiểm, liều mạng hấp thu hơn 100 cây cỏ Nguyệt Hồn không chỉ đơn giản để tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền thôi đâu. Dù sao hắn đã nắm giữ Nhật Diệu Thần Quyền, cấp bậc của Nhật Diệu Thần Quyền ngang ngửa với Nguyệt Diệu Thần Quyền. Cũng không hẳn. Lâm Nhất trả lời qua loa, không nói kỹ lắm. Nói phải, cái hắn thi triển đúng thật là Nguyệt Diệu Thần Quyền, tâm pháp chiêu thức và dị tượng đều là của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nói không phải, đó là vì nó đã kết hợp với Nhật Diệu Thần Quyền, luyện hóa tạo hóa, thu được rất nhiều cảm ngộ hoàn toàn mới. Một cánh cổng võ học đứng trên tạo hóa rộng mở với hắn, hắn đã có thể nhìn thấu qua khe cửa ấy, nhìn thấy ánh sáng thuộc về võ học thánh linh. Sau khi Nguyệt Diệu Thần Quyền ngưng kết ra cổ ấn Thái Âm hoàn mỹ, nó đã kết hợp với Nhật Diệu Thần Quyền chạm đến mặt ngoài của võ học thánh linh. Nói đúng ra thì cũng không hẳn là chạm đến mặt ngoài. Ánh sáng chiếu xuyên qua cánh cổng kia tựa như chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng bay bổng trước mặt hắn, nhưng nếu đưa tay bắt lấy, trong 10 lần sẽ có 9 lần tuột khỏi tay, không thể cầm lấy nó một cách chân chính. Chỉ khi nào dùng mọi cách thi triển tất cả át chủ bài như kiếm ý thông thiên và bảo cốt thương long, mới có thể cố hết sức bắt lấy nó. Vô cùng tốn sức, vô cùng khó chịu. Nhưng một khi bắt được nó, uy lực mà Nguyệt Diệu Thần Quyền thi triển sẽ đạt tới mức độ khiến bản thân Lâm Nhất cũng phải sợ hãi. Võ học thánh linh. Bùi Tuyết dò hỏi. Đây là suy đoán ở sâu dưới đáy lòng nàng ta. Nàng ta không dám khẳng định, thậm chí cảm thấy rất không có khả năng. Võ học cấp thánh linh cao hơn tạo hóa, đối với người khác, dù có một loại võ học cấp thánh linh đặt ở trước mặt, với cảnh giới thiên phách cũng chưa chắc có thể tu luyện được gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến căn cơ của mình. Đó là cơ duyên mà thiên phách khó có thể chạm tới, cũng tương tự như kiếm ý thông thiên, thậm chí còn khó khăn hơn. Cứ cho là vậy đi. Lâm Nhất cũng không che giấu. Không thể nào, dù ngươi có siêu phàm đến đâu thì cũng không thể chạm đến mặt ngoài của thánh linh được. Bùi Tuyết lập tức khiếp sợ nói. Lâm Nhất lặng lẽ cười một tiếng, không phản bác. Mặt ngoài. Bây giờ hắn đã chạm đến rồi. Yêu cầu của hắn không thấp vậy đâu, đợi đến khi nhật nguyệt dung hợp, hắn không chỉ muốn chạm tới mặt ngoài của võ học thánh linh, hắn muốn thẳng tiến mở cánh cổng đó ra. Cảnh cổng trên tạo hóa ấy. Võ học thánh linh không phải cơ duyên mà thiên phách có thể có, không thì phải nói đám giới tử kia ở con đường thông thiên cũng có thể làm được rồi. Bùi Tuyết khẽ thở dài, nàng ta có quan hệ thân thiết với chiến giới hoàng đồ nên biết được rất nhiều thứ. Biết rõ thực lực của chiến giới kinh khủng đến mức nào. Vậy sao? Nghe vậy, Lâm Nhất không vui cho lắm, thản nhiên tiếp lời, giới tử có thể làm, vì sao ta không thể? Họ thì khác, Bùi Tuyết đáp. Ha ha, nơi này đâu đâu cũng có cơ duyên, ai cũng có cơ hội một bước lên trời. Thiên lộ mở ra vì ai? Vì nhân tài kiệt xuất khắp vạn giới, chứ không phải vườn hoa sau nhà của chiến giới bọn họ. Ai cũng có quyền tranh giành, không ai khác biệt cả. Cấm kỵ gì đó vẫn bị ta giết như thường thôi mà. Trong mắt Lâm Nhất có khinh thường, nhưng nét mặt không hề thay đổi, cũng không cảm thấy mình có gì hơn người khác. Bùi Tuyết kinh ngạc, nghe thấy lời này, nàng ta trở nên thẫn thờ. Cô cứ chờ đó, khi nào đến cuối thiên lộ, ta nhất định sẽ gặp đám giới tử này. Ở cuối thiên lộ, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn chưa biết trước đâu. Lâm Nhất nói một cách kiên định lạ thường, trong mắt bắn ra ánh sáng. Trong lòng hắn có nhiệt huyết, cũng có không cam tâm. Lúc này bị bao vây tứ phía, món nợ này không thanh toán dễ dàng thế đâu. Chỉ vì hắn có bảo cốt chân long, đám người này có thể tự ý quyết định sinh tử, cướp cơ duyên của hắn ư.
thế gian làm gì có đạo lý này. Rồi sẽ có một ngày hắn cho tất cả mọi người biết rằng, giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Lòng ta nào phải là đá, sẽ không bao giờ đổi rời. Vèo. Hai canh giờ sau, Niếp Huyền đến khu vực mà bọn thuộc hạ bỏ mạng, thì cốt đã không còn nữa, nhưng máu tươi vẫn còn ở đó. Lâm Nhất. Hắn ta giận dữ hét lên, đau xót vô cùng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Sát khí kinh khủng bộc phát từ trên người hắn ta khiến không gian quanh đây cũng phải rung chuyển. Đây là cơn giận đến từ chiến tướng của chiến giới thần U. Hắn ta hận. Hận mình quá chủ quan vì đã để những người này một mình đối diện với Lâm Nhất, cho đối phương cơ hội tàn sát tất cả. Ở phía xa có rất nhiều người đứng trên núi, lén lút nhìn về phía khu vực này. Cảm nhận được sát ý từ trên người Niếp Huyền, trong mắt họ lộ ra vẻ sợ hãi, quả nhiên những người này đều bị Lâm Nhất giết chết. Niếp Huyền đưa mắt nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt âm u, trong mắt có sát ý vô tận đang dần tích tụ. Ầm ầm. Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4, nhưng khi những người ở phía xa thăm dò hắn ta lại bị uy áp này làm khó thở. Đây là thực lực của 10 phương chiến giới. Họ có thể sử dụng bí thuật để vẽ phù văn vào vùng khí hải, giúp cho vùng khí hải trở nên vững chắc, chân nguyên bành trướng, có thể đạt tới một số hiệu quả động thiên. Dưới sự hỗ trợ của phù văn, chân nguyên trong vùng khí hải trở nên nặng nề như núi, có ưu thế rất lớn so với những người khác. Nếu đối phương có công pháp kém hơn một chút thôi, vừa đối mặt là sẽ có thể dễ dàng áp đảo. Đây là thực lực đến từ 10 phương chiến giới. Dù người ngoài có lấy được bí thuật này cũng khó mà tu luyện thành công. Bởi vì phù văn đó cần rất nhiều tài nguyên để duy trì, nếu không có đủ địa bảo thiên tài để nuôi dưỡng, bí thuật cũng sẽ không mang lại tác dụng quá lớn. Niếp Huyền phóng thích huy áp đáng sợ, hắn ta đang tìm kiếm tung tích của Lâm Nhất, cơn giận kìm nén trong lòng tựa như núi. Nhưng sau hai canh giờ, Lâm Nhất đã không còn bóng dáng, hắn ta chỉ dựa vào thị lực thôi thì không thể tìm được hắn. Đừng để ta tìm được ngươi. Niếp Huyền nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm được Lâm Nhất, rửa sạch mối nhục. Bù, bù, bù. Không lâu sau đó có ba bóng người bay tới từ phía xa, người nào cũng có khí tức cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Niếp Huyền. Bốn chiến tướng thiên, địa, huyền, hoàng của thần U đều đã đến đầy đủ. Đáng sợ. Trước đó họ vẫn luôn truy sát Lâm Nhất ở quanh đây sao? Chắc là đúng rồi, khu vực này do chiến giới thần U phụ trách, Lâm Nhất thật ngông cuồng, dám giết nhiều người như vậy ngay dưới mí mắt của bốn chiến tướng. Đúng là một kẻ hung hãn. Nhìn thấy bốn người tập trung, tất cả mọi người ở cách đó xa xa đều hít vào một hơi, những chiến giới này thật mạnh tay. Đại ca! Niếp Huyền nhìn về phía một người, nghiêm túc gọi. Đại ca Niếp Thiên cũng là kẻ cầm đầu trong bốn chiến tướng, hắn ta khẽ gật đầu, có chắc là do Lâm Nhất giết không? Chắc chắn là hắn, họ đã báo tin cho ta trước khi ta đến, ta phát hiện tung tích của Lâm Nhất, nhưng, Niếp Huyền không nói tiếp được nữa, trông sắc mặt rất khó coi. Không cần phải nói, ba người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tình hình trước mắt. Tất cả đều chết sạch. Hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng kiêu ngạo bá đạo, hài cốt không còn. Không trừ lại một ai, thẳng tay tát vào mặt chiến giới thần U. Thằng khốn này thật quá đáng. Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn đến từ hạ giới thôi, không ngờ lại ngông cuồng như thế, đúng là không biết điều. Mấy người đều có sắc mặt rất khó coi, tin tức lần này chắc chắn không thể ngăn chặn, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. E rằng mặt mũi của chiến giới thần U ở 10 phương chiến giới sẽ mất hết. Mất sạch. Dù sao lúc trước cũng chưa từng có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới chết. Đối với bọn họ thì đó chỉ là một đầy tớ, nhưng đầy tớ này cũng là người của chiến giới, người của những giới vực khác chỉ là những con kiến và động vật thấp kém mà thôi, bọn họ hoàn toàn không xem như con người. Chuyện này khá nghiêm trọng, đợi giới tử đến quyết định đi. Niếp Thiên ổn định lại tâm trạng, khuyên nhủ an ủi Niếp Huyền mấy câu, nhẹ giọng nói. Ba chiến giới đã liên thủ niêm phong khu vực này, giới tử phải chủ trì trận pháp, không thể xuất hiện quá lâu, nếu không sẽ xuất hiện tai họa. Nửa canh giờ sau, thiên địa đột nhiên xuất hiện ánh sáng mông lung, một bóng người xuất hiện từ trong tầng mây, trên người hắn ta bao phủ bởi thánh huy, bóng người mông lung,
người ngoài hoàn toàn không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được một vầng sáng mơ hồ, còn có khí thế đáng sợ lan ra từ trong tia sáng kia. Bái kiến công tử. Sắc mặt bốn chiến tướng thần u hơi thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, giới tử đến nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Truyền lệnh, người nào phát hiện ra tung tích của Lâm Nhất sẽ được thưởng 1.000 viên đan tinh thần. Người có thể làm Lâm Nhất bị thương sẽ được thưởng 10 viên thánh đan. Một món đạo giáp, người có thể giết chết Lâm Nhất sẽ nhận được một lời hứa của bổn công tử. Giọng nói của hắn ta truyền ra ngoài từ trong tầng mây, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, giọng điệu bình tĩnh, không hề lộ vẻ tức giận. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong, giới tử thần U đã bắt đầu nghiêm túc, sâu trong lòng chứa đựng sát khí vô cùng đáng sợ. Lệnh truy sát. Toàn bộ cao nguyên Hoàng Sa đều kinh hãi trước thủ đoạn của giới tử thần U, đây là lần đầu tiên nghe nói 10 phương chiến giới muốn treo thưởng để đối phó với một người. Nếu nói ra tay với Lâm Nhất, có lẽ không có ai dám. Nhưng chỉ cần phát hiện tung tích là sẽ có 1.000 đan tinh thần thật sự rất hấp dẫn, thậm chí còn có người ảo tưởng chưa chắc không có cơ hội giết chết Lâm Nhất. Giết chết đối phương, có được một cam kết của giới tử, trong thoáng chốc một bước lên mây. Cũng có người coi thường, họ vốn không có chút thiện cảm nào với 10 phương chiến giới, đám người kiêu ngạo này luôn xem họ tựa như kiến. Mấy người đó giết người cũng rất tùy tiện, đến bây giờ còn niêm phong cao nguyên Hoàng Sa, khiến người ta vô cùng tức giận. Thậm chí họ còn lo lắng cho Lâm Nhất, dưới thủ đoạn thế này, e rằng Lâm Nhất sẽ khó sống sót rời khỏi nơi này. Vụt! Giới tử thần U đáp xuống từ trên bầu trời, đi tới trước mặt mấy người Niếp Huyền, thản nhiên nói, sau này bốn người các ngươi không được tách khỏi nhau, lỡ như gặp hắn một mình thì phải cố hết sức kéo dài thời gian đợi ta. Công tử! Sắc mặt mấy người nhóm Niếp Huyền hơi thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, đây là công tử không tin tưởng thực lực của bọn họ. Công tử, đó chỉ là một tên thấp hèn ở hạ giới, còn chưa đến lượt ngài ra tay, bốn người thuộc hạ chắc chắn sẽ tự mình chém chết hắn, Niếp Huyền cắn răng nói. Ta cần người sống. Trong ánh sáng, giới tử thần U lạnh nhạt nói. Người ngoài không thấy rõ nét mặt của hắn ta, nhưng có thể cảm nhận được lúc nói mấy chữ này, sát khí trên người hắn ta nặng nề đến mức nào. Bù! Tiếng xé gió chói tai vang lên, lại có hai bóng người đi ra từ trong tầng mây, bóng người bọn họ mông lung, cũng lóe lên ánh sáng cực kỳ đáng sợ. Chính là giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long. Ba giới tử tề tụ một lần nữa, khiến mấy người đang lén quan sát ở phía xa đồng loạt thay đổi sắc mặt. Con kiến này đúng là coi trời bằng vung. Giới tử Thiên Càn lên tiếng trước, trong giọng nói chứa đựng lửa giận. Lúc trước chỉ đả thương Huyền Lôi song kiếm, bây giờ còn dám chém chết thiên tài của chiến giới, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi trước đây. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, giống như ba chiến giới bao vây Lâm Nhất, đối phương chỉ có thể mặc cho bọn họ xử lý, không thể phản kháng vậy. Nhưng trong mắt ba giới tử, đây là một chuyện quá bình thường. Chỉ là một con kiến, lấy đâu ra tư cách phản kháng chứ? Người ngoài không thể thấy rõ mặt mũi ba người. Nhưng thực tế ba giới tử rất anh tuấn, tóc đen buông xóa, dáng vẻ hiên ngang, mắt ngọc mày ngài, có phong thái vô biên, không ai sánh bằng. Ta đã nghe ngóng lai lịch của hắn ta rồi, đến từ Huyền Hoàng giới, xuất thân giống với nữ nhân kia. Lúc trước nữ nhân kia xuất hiện ở khu vực Thương Long dường như cũng không phải trùng hợp, dường như hai người có quan hệ khá sâu xa, giới tử Huyền Long nãy giờ vẫn im lặng cất lời, nói ra một đoạn bí mật. Hai giới tử thần U, Thiên Càn, trong mắt lập tức có ánh sáng lóe qua. Giới tử thần U nhẹ giọng nói, còn có nguồn gốc thế này à, xem ra thật sự phải bắt hắn ta rồi, đây có thể xem là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì lại sử dụng hồi quang bảo giám một lần nữa, thể hiện lại hình ảnh Lâm Nhất giết chết mấy đầy tớ. Giết chết toàn bộ không chừa một ai. Đó là hình ảnh cực kỳ đáng sợ, những người phía xa thấy mà trợn mắt há mồm. Thật sự là một màn phản công giết người. Bá đạo, khí phách cũng không thể miêu tả được khí chất mà Lâm Nhất thể hiện ra, đó là khí chất vô địch, đặc biệt là đòn tấn công cuối cùng, thanh niên mặc áo giáp vàng kia chết quá thê thảm. Người ngoài không thấy rõ sắc mặt của giới tử thần U, trên người hắn ta có ánh sáng chói mắt không ngừng chớp lóe, lúc sáng lúc tối. Rõ ràng sâu trong nội tâm hắn ta đã dâng trào sóng to gió lớn,
có sát ý ngút trời nổi lên. Láo xược! Trong thiên địa u ám đột nhiên vang lên tiếng quát to. Có khí thế hào hùng dâng trào bắn ra từ trong cơ thể giới tử thần u, mặt đất thoáng chốc xuất hiện rất nhiều vết nứt, ánh sáng của hắn ta chói mắt đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng được. Vết nứt liên tục mở rộng, kéo dài đến mức mấy ngọn núi cao vút, đỉnh núi lung lay sụp đổ. Thiên địa im ắng như tờ, rất đáng sợ, thực lực của các giới tử khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, chỉ mỗi sát khí lóe lên cũng có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng đến thế. Nếu hắn ta thật sự ra tay thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Nguyệt Diệu Thần Quyền sao có thể mạnh mẽ như thế được? Sau khi giới tử thần u ổn định lại, giới tử Thiên Càn trầm giọng nói. Trước đây Nguyệt Diệu Thần Quyền cũng đã từng xuất hiện, đó là võ học tạo hóa cấp cao vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể bằng phong mang mà Lâm Nhất thể hiện ra. Chắc là có liên quan đến khu vực này, chẳng trách khoảng thời gian này hắn ta lại đến đây, cỏ thánh của bộ lạc Ma Lang chính là cỏ Nguyệt Hồn nhỉ, trong mắt giới tử Huyền Long có ánh sáng lóe lên. Có suy đoán mơ hồ, có phải Lâm Nhất đã thu hoạch được thiên tài địa bảo gì ở khu vực này không? Ba người họ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đó là sâu trong bộ lạc Ma Lang, nơi có hổ thánh. Nhưng dù gì bọn họ cũng chưa từng đến khu vực đó. Trong bộ lạc Ma Lang có mấy con sói già thực lực rất đáng sợ đã đạt tới giới hạn cảnh giới thiên phách. Dù bọn họ là giới tử cũng không dám gây chuyện với chúng, đó là sự mạo hiểm mất nhiều hơn được. Cỏ Nguyệt Hồn cũng không thần thánh đến thế, không thể để tên này sống sót, dù là bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn ta tại cao nguyên Hoàng Sa, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn cùng. Giới tử thần U lạnh lùng nói, trong lời nói của hắn ta có hàm ý, ám chỉ Lâm Nhất có khả năng đã chạm đến biên giới của võ học thánh linh. Từ khoảnh khắc hắn ta gây chuyện với chiến giới thiên càn của ta thì hắn ta vốn đã là một người chết rồi. Đã định sẵn không ai có thể cứu được hắn ta, giới tử Thiên Càn lạnh lùng nói. Giới tử Huyền Long híp mắt lại, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy rất hứng thú với bảo cốt thương long trên người hắn ta, bảo vật như thế nằm trên người một con kiến thật sự quá lãng phí. Người ngoài không nhìn thấy mặt của ba người, nhưng bọn họ đều không cố tình nói chuyện riêng, khiến người nghe cảm thấy sởn tóc gáy. Không ngờ Lâm Nhất lại có thể khiến ba giới tử thảo luận về mình như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau hôm nay, cao nguyên Hoàng Sa đã định sẵn là không thể yên ổn được, tình thế sắp thay đổi rồi. Tình thế cao nguyên Hoàng Sa sắp thay đổi. Thiên tài của các giới vực lớn đứng ở sâu bên trong cũng cảm nhận được sát khí lạnh như băng đến từ ba giới tử, còn có không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Nghĩ đến chuyện Lâm Nhất kia có thể khiến Huyền Lôi Song Kiếm bị thương nặng. Chém chết cả thiên tài của chiến giới thì biết hắn không dễ giải quyết như thế rồi. Quan trọng nhất là bọn họ cũng không thích người trong chiến giới. Người trong chiến giới ngang ngược không nói phải trái, đã nhốt bọn họ ở lại đây một khoảng thời gian rồi. Bọn họ cảm thấy rất phiền chán, trong lòng chứa đựng lửa giận ngút trời, nếu không vì thực lực chênh lệch quá xa thì bọn họ đã ra tay phản kháng từ lâu. Bọn họ coi thiên tài hạ giới là kiến, tùy tiện giết chóc, hoàn toàn khinh thường. Dù là thiên tài của giới vực cấp cao cũng chỉ như heo chó trong mắt bọn họ, chỉ cần phản kháng là sẽ bị áp đảo. Trong lòng mọi người đã tích tụ lửa giận ngút trời từ lâu, ngoài những giới vực cấp cao đã phụ thuộc vào chiến giới thì không có võ giả của giới vực nào muốn đứng về phía chiến giới cả. Sau khi tin tức Lâm Nhất giết chết thiên tài chiến giới truyền ra ngoài, đa số mọi người sau nỗi kinh ngạc thật ra đều rất vui vẻ, đa phần là thấy khâm phục Lâm Nhất, không có sự căm thù, nếu có thể. Thậm chí bọn họ đều mong Lâm Nhất có thể sống sót đi ra ngoài cao nguyên Hoàng Sa. Dù biết hy vọng này mong manh nhưng ít nhiều gì cũng có chút chờ mong. Cao nguyên Hoàng Sa bây giờ vốn có thể nói là rất hỗn loạn, bây giờ thiên tài chiến giới bỏ mạng khiến mấy người này khó chịu bực bội, cũng đối xử tàn bạo với người hạ giới hơn. Thiên tài hạ giới bị kẹt lại ở nơi này ngày càng dài, sự oán hận tích lũy cũng ngày càng tăng lên. Trong tình thế hỗn loạn này, mâu thuẫn của hai bên cũng không ngừng tích lũy. Nhưng dù tình thế thay đổi thế nào, Lâm Nhất vẫn bất động như núi, bước chậm từng bước, củng cố thực lực của mình. Lúc này hắn và Bùi Tuyết đang lẩn trốn trong một ngọn núi hoang vu. Những ngọn núi hoang vu thế này có rất nhiều ở cao nguyên Hoàng Sa, nếu không chủ động để lộ hơi thở thì rất khó bị tìm thấy.
Bùi Tuyết đang chữa thương, Lâm Nhất thì đang học tập, tìm hiểu một vài ngọc giản. Nhưng ngọc giản này ở trong túi chữ vật của thiên tài chiến giới, bị Lâm Nhất lấy ra. Hắn rất hứng thú với nền tảng của chiến giới, đặc biệt là bí thuật trồng phù văn vào trong khí hải, đây là một thủ đoạn khá đáng sợ. Nếu không vì Lâm Nhất đã hàng phục hoa tinh ma trong khí hải thì đối mặt với những người này nếu so cảnh giới tu vi, có lẽ hắn sẽ bị áp đảo trong nháy mắt. Cũng giống như mấy người La Trấn đứng đầu bảng khu vực Thương Long, xét về ý chí võ học và khả năng lĩnh ngộ công pháp của bọn họ, hoặc thiên phú võ học đều mạnh hơn đám đầy tớ của chiến giới kia không biết bao nhiêu. Tiếc là tu vi bị áp đảo, một khi ra tay sẽ khá thua thiệt, khả năng chiến thắng không cao. Đương nhiên nếu liều mạng, ai chết trong tay ai vẫn chưa biết được. Nếu không áp đảo về tu vi, với thiên phú của mấy người nhóm La Trấn, đừng nói là Huyền Lôi Song Kiếm, dù cả những chiến tướng kia cũng chưa chắc có thể thắng được họ. Tiếc là không có nếu, có lúc rất nhiều chuyện là không công bằng như thế. Thuật chủng linh. Khi đến cảnh giới thiên phách, huyết ngọc sẽ mở ra cùng với khí hải, sau đó phân tách ra phù văn. Phù văn dính máu tươi của những người kia sau khi chết đều xuất phát từ cái này, đều là tinh huyết bản mệnh được ngưng tụ khi ở cảnh giới tử phủ. Đương nhiên bí thuật này cũng khá nguy hiểm, lúc thăng lên cảnh giới thiên phách sẽ có tỷ lệ nhất định xảy ra hiện tượng huyết ngọc sẽ vỡ, linh văn cắn trả, cơ thể lập tức nổ tung. Nhưng một khi thành công cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Dựa theo thông tin trên đó, có lẽ 10 phương chiến giới đều có bí thuật tương tự, trong cơ thể những giới tử kia đều trồng huyết ngọc thánh phẩm, in ra thánh văn. Thiên tài địa bảo nuôi dưỡng huyết ngọc đều là linh dược đã hơn nghìn năm, linh đan đều là thánh phẩm, khác một trời một vực với chiến tướng và đầy tớ của chiến giới. Chẳng trách khí thế của những người này lại đáng sợ đến vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Nhất cảm nhận được nền tảng của giới tử, đúng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục đích cuối cùng của thuật chủng linh là để cuối cùng khi những người này chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma có thể độ kiếp thuận lợi không chút nguy hiểm. Đến cảnh giới nhất định, dùng hoa tinh ma thay thể thánh văn trồng vào trong khí hải, củng cố khí hải thành một thiên đường chân chính. Theo ghi chép trong ngọc giản, chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma luôn rất nguy hiểm, chục triệu người khó có một người được sống. Lâm Nhất không thấy nghi ngờ về điều này, hắn chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma trong bảo điện Thương Long. Chết đi sống lại, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải kiên trì tiếp thế nào. Hắn chỉ biết quá trình này vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng nó lại nguy hiểm đến thế, trong chục triệu người khó có một người sống sót. Lâm Nhất suy nghĩ, nếu hắn so căn cơ với giới tử thì chắc chắn không so được. Thứ duy nhất có thể giúp hắn tiếp tục sống chỉ còn bảo cốt Thương Long thôi. Thì ra là thế, chẳng trách mấy người này muốn nhanh chóng tiêu diệt mình. Dường như mình đã đánh giá thấp bảo cốt Thương Long này rồi. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Tiếc là Thương Long Thánh Thiên Quyết chỉ có chút thành tựu mà thôi, cũng không phải hắn khiêm tốn, công pháp này có đến 10 tầng, mà hắn chỉ tu luyện đến tầng 1. Đan tinh thần có hiệu quả giúp đỡ tu luyện, nhưng không có tác dụng quá nhiều với Thương Long Thánh Thiên Quyết, dường như cần yêu đan có khí huyết cuồn cuộn hoặc thiên tài địa bảo tương tự mới có thể mang đến tác dụng hiệu quả. Yêu đan long huyết, hoặc linh thảo và linh quả chứa đựng long huyết. Cũng có thể là máu tươi của những dị thú thượng cổ khác, những tài nguyên này đều khá khó lấy, rất nhiều lúc đều phải dựa vào may mắn. Lâm Nhất thầm nghĩ, cảm thấy đó đều là những bảo bối có thể gặp không thể cầu, tạm thời không cần quá vội vã. Hắn thôi suy nghĩ, sau khi xem xong ngọc giản thì tiện tay ném nó qua một bên. Không có tác dụng gì lớn, chỉ giúp tăng chút kiến thức mà thôi. Thuật chủng linh cần thiên huyền sư thi triển, hơn nữa huyết ngọc khó cầu, vô cùng quý giá. Thiên huyền sư là huyền sư còn đáng sợ hơn cả thánh huyền sư, dù người ngoài lấy được bí thuật cũng không thể trồng linh văn vào người được. Lâm Nhất đảo mắt nhìn Bùi Tuyết đang chữa thương ở cách đó không xa. Hơi thở của đối phương không ổn định, dường như trước đó nàng ta vừa giao thủ với kẻ thù rất mạnh, đến bây giờ thương tích vẫn chưa khỏi. Nữ nhân này cũng có không ít bí mật. Lâm Nhất ra tay vì nàng ta cũng là có ý đồ riêng. Bây giờ đối phương chữa thương, Lâm Nhất không làm phiền, chỉ bảo ngựa huyết long canh gác xung quanh. Huyết ngọc và linh văn trong cơ thể chiến tướng đều có cấp bậc rất cao, về phần giới tử thì càng khỏi phải nói, huyết ngọc thánh phẩm và linh văn thánh phẩm, mình cũng phải khẩn trương thôi,
nếu không thì thật sự không thể rời khỏi cao nguyên hoàng sa này được. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, mấy chục viên đan tinh thần cháy lên, như ngôi sao xếp hàng quanh người hắn. Vụt! Hoa tử diên màu bạc nở ra khi Lâm Nhất ngồi xuống, kiếm quyết thanh tiêu đã viên mãn, tử diên kiếm quyết còn ở tầng 13, cách viên mãn đỉnh phong khoảng 3 tầng, phải nhanh chóng đột phá mới được. Cánh hoa bay lượn, tinh quang lóe lên. Lâm Nhất ngồi xếp bằng đặt hai tay lên đầu gối, chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Bùi Tuyết mở mắt ra, sắc mặt nàng ta đã dễ nhìn hơn nhiều, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên hồng hào. Làn da trắng như tuyết, còn vô cùng mỏng manh, mỹ nhân trở lại dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa, sức hấp dẫn như ẩn như hiện. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, kém hơn Nguyệt Phi Phi chút linh khí, nhưng lại có nhiều hơn chút quyến rũ. Trong mắt Bùi Tuyết chứa đựng sương mù, lông mi nàng ta khẽ rung, nhìn về phía trước quan sát Lâm Nhất. Không biết Lâm Nhất đã tỉnh lại từ trong tu luyện từ bao giờ, hắn mặc áo xanh, diễn luyện quyền pháp trên bãi đất trống. Quyền pháp của hắn rất huyền diệu, lúc có kim ô ngao du, lúc có ngân phụng dương cánh, lúc thì mặt trời như lửa, lơ lửng trên không, lúc thì trăng và hoa thơm, sao rơi trăng rớt. Hàng trăm dị tượng vô cùng mâu thuẫn lại trở nên hài hòa một cách bất ngờ dưới sự kết hợp của hắn. Bùi Tuyết nhìn đến mức say mê, đắm chìm vào bên trong, trong mắt có ánh sáng nở rộ, liên tục tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sự rất khó tin. Khoảng 3 ngày không gặp, khí thế trên người đối phương đã mạnh hơn rất nhiều, dường như kiếm quyết mà hắn tu luyện trước đó đã có đột phá. Sự hiểu biết về Nhật Diệu và Nguyệt Diệu thần quyền của hắn rõ ràng cũng đã có tiến bộ, dường như hắn đã tiếp xúc đến võ học cấp thánh linh rồi. Không thể nào. Bùi Tuyết dùng tay che đôi môi đang há to, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, sắc mặt thay đổi. Nhớ đến 3 ngày trước, nàng ta còn nói với Lâm Nhất, võ học cấp thánh linh là một tồn tại không thể đụng vào, dù chỉ là mặt ngoài. Keng! Vào lúc nàng ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ và khó tin thì có tiếng kiếm ngâm lanh lảnh vang lên. Hộp đựng kiếm dựng thẳng trên một tảng đá lớn bắp ra, Lâm Nhất cầm lấy kiếm táng hoa, vung kiếm ra khỏi vỏ. Vụt! Kiếm quang kéo dài như nước mùa thu, gió khẽ thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong ánh mắt cực kỳ khó tin của Bùi Tuyết, Lâm Nhất cầm kiếm trong tay, diễn hóa ra hàm nghĩa thể hiện trong quyền pháp khi nãy, hơn nữa còn hùng hồn và dữ dội hơn. Hắn lúc thì bay ra từ trong trăng tròn sáng trong, tựa như thần tiên, trên người bao phủ ánh trắng, kiếm vung ra, trăng rơi sao rớt, hoa đẹp vỡ vụn. Lúc thì hắn chui ra từ trong mặt trời, tựa như một vị thần. Mỗi một lọn tóc, mỗi một tấc quần áo đều phát ra ánh sáng chói mắt. Đó là ánh sáng rực rỡ thuộc về mặt trời, cháy hừng hực trên người thiếu niên, khiến người ta không thể nhìn thẳng quá lâu. Kim ô và ngân phụng đuổi theo kiếm quang cũng bay vào bên trong. Keng! Kiếm táng hoa bay vào vỏ, tất cả dị tượng đều biến mất. Đến lúc này, Bùi Tuyết mới chắc chắn Lâm Nhất thật sự nắm giữ được mặt ngoài của võ học thánh linh. Hắn chỉ có cảnh giới thiên phách tam trọng, thật sự quá khó hiểu, vượt qua sự tưởng tượng của Bùi Tuyết. Cộp, cộp. Nhìn Lâm Nhất chậm rãi đi về phía mình, Bùi Tuyết vội nhảy cẫng lên, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, nàng ta rất căng thẳng, bản thân nàng ta cũng không hiểu lý do. Đối phương đến gần nàng ta khiến nàng ta không quen, là trải nghiệm nàng ta chưa gặp bao giờ. Lâm Nhất dừng lại, hơi cau mày. Hành động này khiến Bùi Tuyết càng căng thẳng hơn, thậm chí nàng ta còn cúi đầu không dám nhìn đối phương, ngón tay lo lắng đến mức xoắn vào nhau. Sao mặt cô lại đỏ như móng heo thế? Lâm Nhất thắc mắc hỏi. Bùi Tuyết thoáng chốc mở to mắt, nhìn đối phương với vẻ khó tin. Móng heo, cái quái gì vậy? Đợi sau khi lấy lại tinh thần, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ về phía Lâm Nhất, run rẩy nói, ngươi mới là móng heo, tên ngu ngốc, tên đầu heo, tên lưu manh này, nam nhân các ngươi đều là móng heo. Hình như đã nói sai gì rồi. Thấy Bùi Tuyết có vẻ tức giận, Lâm Nhất nhận ra gì đó nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Có một số việc còn muốn hỏi đối phương, hắn chỉ đành đợi đối phương hết giận rồi hỏi sau. Sau 3 ngày bế quan, Lâm Nhất thu đã hoạch được rất nhiều, nhờ khoảng gần 1.000 viên đan tinh thần, cuối cùng tử diên kiếm quyết cũng đột phá đến tầng 14.
Sự tăng tiến của kiếm quyết đã giúp cho kiếm ý thông thiên của hắn mạnh hơn phần nào, đã tiến đến gần hơn với kiếm ý thông thiên đại thành. Tu vi cũng tăng vọt một cách đáng kể, đạt tới cảnh giới thiên phách tầng 3 đại thành, chỉ thiếu chút nữa sẽ đạt viên mãn đỉnh phong. Đến khi nào tài nguyên đủ nhiều, đạt tới cảnh giới viên mãn cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi, dù sao số lượng đan tinh thần trong tay hắn hiện giờ đã hoàn toàn đủ. Nếu người khác có 1.000 viên đan tinh thần, họ sẽ không tiêu hết chỉ trong 3 ngày giống như hắn. Ngoài những cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là Nhật Nguyệt song quyền tiến bộ, đã chạm đến được mặt ngoài của võ học thánh linh. Với tia sáng lóe ra từ trong võ học thánh linh trước đó, hắn đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể miễn cưỡng nắm chặt nó. Nhưng lúc này lại có thể nắm giữ một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể thôi động táng hoa. Trong lúc vô hình đã làm cho sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Dẫu sao uy lực của kiếm ý thông thiên vẫn phải dùng kiếm thi triển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lâm Nhất nhìn xung quanh, cẩn thận nói, Tuyết Mỹ Nhân, chúng ta phải đi rồi. Họ đã nghỉ ngơi tại đây 3 ngày rồi, cần phải rời đi ngay, đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Mặc dù cao nguyên Hoàng Sa rất rộng nhưng cũng chẳng chịu được khi ba chiến giới không ngừng tuần tra, ở đây không đi kiểu gì cũng sẽ bị họ tìm thấy. Bùi Tuyết còn đang tức giận, hừ một tiếng không để ý đến Lâm Nhất. Nữ nhân này, Lâm Nhất bực bội, gọi ngựa huyết long tới, ngươi chở nàng ta đi đi. Đồ chân lợn, ngươi muốn làm gì đó hả? Thấy Lâm Nhất bảo ngựa huyết long chạy về phía mình, Bùi Tuyết thay đổi sắc mặt, hơi sợ hãi. Nàng ta có ấn tượng không tốt lắm về ngựa huyết long, đó là một con mèo chuyên trộm cắp, đã thế còn cười rất bỉ ổi. Ngay khi nàng ta nghi hoặc, ngựa huyết long phát ra tiếng kêu giận dữ, bùng nổ huyết quang dày đặc. Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ta, nó biến thành hình thái chiến mã thượng cổ, tốc độ của nó quá nhanh, chớp mắt đã chạy quanh Bùi Tuyết mấy vòng. Đây! Bùi Tuyết vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ngựa huyết long lại có hình thái thứ hai. Đây mới là hình thái gốc của nó. Tốc độ của cô quá chậm, nếu cô đã không thích ta đưa cô đi thì để ngựa huyết long chở cô, cũng không khác nhau mấy. Lâm Nhất cười với đối phương, nhẹ giọng giải thích. Ta đâu có. Bùi Tuyết cúi đầu làu bào, chẳng phải do đồ chân lợn nhà ngươi à, còn chê mặt ta đỏ như chân lợn nữa chứ. Lâm Nhất giúp nàng ta lên lưng ngựa huyết long, hai người bắt đầu đi xa. Cứ ở mãi tại cao nguyên Hoàng Sa này cũng không phải là cách. Sớm muộn gì cũng sẽ bị ba giới tử bắt được. Một người một ngựa cộng thêm Bùi Tuyết, họ đi với tốc độ rất nhanh, di chuyển trên cao nguyên Hoàng Sa mà chẳng hề thấy bóng dáng đâu cả. Có rất nhiều lúc người khác chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, đến khi hoàn hồn lại thì đã không thấy bất cứ bóng dáng người nào. Họ không tiến thẳng đến thành tứ tượng, Lâm Nhất định rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa trước, kết quả lại phát hiện đường lui bị chặn. Có một giới tử trấn thủ. Người tên giới tử đó phát sáng, thánh huy ngập tràn, hắn ta đứng lặng trong tầng mây bao la, toát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Đó là giới tử thiên càn, hắn ta trấn thủ một mình chặn kín cả con đường, từ rất xa đã có thể khiến người ta cảm nhận được sức uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Nhất không muốn phát sinh xung đột với hắn ta quá sớm, bèn đổi sang hướng khác, cuối cùng phát hiện lại có giới tử trấn thủ. Hắn lập tức hiểu ra, ngoại trừ con đường đến thành tứ tượng. Những hướng khác đều bị giới tử chặn lại. Cứ như đám giới tử này đang cố tình đuổi hắn đi theo hướng con đường này. Những con đường ra ngoài đều có giới tử trấn thủ, chỉ riêng con đường dẫn đến thành tứ tượng là không có, điều này làm cho Lâm Nhất cảm thấy có gì đó khác thường. Sau khi đi lang thang khắp nơi suốt mấy ngày nay, Lâm Nhất phát hiện bầu không khí ở cao nguyên Hoàng Sa trở nên vô cùng kỳ quái. Có một số người tìm được họ nhưng không hề tỏ ra có địch ý. Thậm chí còn muốn tiếp xúc với họ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, lặng lẽ tránh xa. Trong lúc đó, Lâm Nhất còn phát hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực khác xảy ra xung đột với những kẻ phụ thuộc chiến giới kia. Họ bị nhốt ở đây, sâu trong lòng tích tụ rất nhiều bất mãn, nhưng những nhân tài kiệt xuất chiến giới này vẫn không cho họ đi. Thậm chí có đôi khi nóng nảy còn sẽ ra tay với họ, ngay cả những kẻ phụ thuộc chiến giới kia cũng sẽ thỉnh thoảng đến xỉ vả họ. Lâm Nhất cảm nhận được những tin tức không bình thường này vương vấn đôi phần cảm xúc khác lạ. Bởi vì mình ư. Ngày nào mình chưa bị bắt, cả ba chiến giới vẫn sẽ tiếp tục phong bế khu vực này, làm liên lụy đến những người mắc kẹt trong cao nguyên Hoàng Sa khác.
Cảm giác này rất khó chịu, Lâm Nhất không thích như vậy, hắn thích kiểu ai làm người đó chịu hơn. Ba chiến giới nhằm vào hắn thì chẳng sao, nhưng làm những người vô tội này cũng bị liên lụy sẽ khiến hắn nảy sinh bất an và bực bội. Lâm Nhất nhíu mày, sâu trong lòng đang dâng lên một quyết định nào đó. Chẳng phải ngươi muốn tới thành tứ tượng trước sao? Bùi Tuyết trong bộ váy tím ngồi trên lưng ngựa huyết long, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, nghiêm túc hỏi. Lâm Nhất không đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.